Welcome cả em cho kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game mới One Punch Man thì video mình sẽ hướng dẫn qua cho em về cái sự kiện ngày mai ấy. Và anh em đừng quên cái code 34 nhé. Mình nhớ được cái con tướng SR cộng vaccine này, 3.000 kim cương cộng với 10 vé quay, rất ngon em ơi. Ngày mai 34 thì nó ra cái sự kiện giới hạn. Điều đó là cái quà 34 ấy. Để mình sẽ nói qua về cái đổi quà nhé. Đổi quà này lúc đầu anh em ưu tiên ấy, tập trung đổi cho mình cái huy hiệu tài năng để mình nâng thiên phú xong huy hiệu rồi ấy. Anh em chú ý cho mình cái thể lực này, và xong thể lực ấy thì anh em chú ý cho mình cái mảnh vạn năng SR nhá. Cái mảnh vạn năng SR cộng cũng được ấy, nhưng mà nó gấp 5 lần so với cái SR ấy. Thà em dùng cái mảnh vạn năng anh em chuyển sang SR cộng nó ngon hơn nhá. Mình nhớ cái mảnh vạn năng cam ấy chuyển sang cái đỏ thì nó chỉ tốn có 3 cái thôi. Cái con game này mấy con tướng vàng anh em sẽ lên sao nhanh hơn mấy con tướng đỏ ấy. Anh em cố gắng lên max sao rồi anh em chuyển dần sang cái con tướng đỏ nó sẽ ngon hơn ấy. Anh em mà dồn luôn cái con tướng đỏ cũng được ấy, mà chắc anh em sẽ bị đuối đuối ở tầm ở chung nhá. Lên theo cái kiến mình ấy, lúc đầu anh em cứ lên cái con tướng vàng ấy max trước rồi em mới chuyển sang con tướng đỏ ấy. Mở game này được cái là trưa nó mới ra sự kiện ấy, nên anh em là một sáng nay làm hết nhiệm vụ là coi như anh em tạch khá nhiều nhiệm vụ nha. Cái game này ấy, nó cho anh em VIP 3 rồi ấy, một ngày được mua 6 lần được ấy. Một lần là 120 này, 6 lần ấy thì nó tương đương với 720 thực. Chưa kể là anh em mua gói các thứ nữa, nhận quà nữa. Tính ra cũng hơi toang một tí nhỉ. Ngày mai thì mình làm nhiệm vụ từ 6 giờ sáng em ơi. Ngày mai mình dậy rất sớm luôn làm full nhiệm vụ. Thế cuối cùng đến trưa nó ra cái sự kiện này ấy, làm bị thuật khá khá nhiều luôn. Và nó sẽ có thêm cái lần may mắn nhá. Đây nó sẽ có mấy cái nhiệm vụ này. Đầu tiên là nạp 120 kim cương, tức là 1 đô này. Và giới hạn của nó là 1.000 lần. Tiếp đến là tiêu 200 kim cương tối đa 3 lần. Còn lại là mấy cái nhiệm vụ một lần ấy. Đầu tiên là cái quét map 30 lần này. Tiếp đến là cái đánh đấu trường 5 lần, mua thể lực 2 lần ấy, cộng với tham gia Fortune 5 lần. Về cái mua thể lực này anh em nào mà làm hết nhiệm vụ sáng là sẽ bị tạch nhá. Sự kiện này thì trong vòng 3 ngày. Mình nhớ ngày mai nó thêm cả gói lạp nữa. Gói lạp thì anh em vào cho mình cái gói giá trị này. Nó là cái gói vé quay x8888%. Đây với 1 đô anh em sẽ được 100 thể lực cộng với 10 cái vé quay. Anh em chú ý nhá. Đây 2 đô này, 100 thể lực, 20 vé quay. 3 đô, 100 thể lực, 30 vé quay. Quà rất là ngon em ơi. Nói chung cái con game này anh em top mà lạp thì lên level rất nhanh. Lúc đầu thì anh em top cứ tối ưu cho mình ở về phần thể lực. Tại vì lên level anh em mở tính năng này, nâng cấp tướng này, cường hóa trang bị các thứ ấy. Cái game này trang bị nó bị giới hạn em ơi. Đây ngày mai thì trang bị hầu hết là mình nâng full rồi. Đây quần này hiện tại nâng cấp và lên level 37 này. Đây vũ khí level 33 này. Giày 34. Áo là 35 ấy. Nếu anh em mở túi về cái trang bị này là ngày 2 hầu như là anh em sẽ lưng mắc được đồ nhá. Đấy đa số là mình lưng mắc rồi, còn con sừng rồng này chưa lưng này. Đây còn một món này. Lúc đầu anh em mà muốn tối ưu đi mắc các thứ ấy, thì anh em lưng mấy con kia trước rồi mới lưng cái con bố sau ấy. Anh em mà dồn cái con bố rốt này ấy, anh em đi đấu trường thủ cực kỳ ngon luôn. Thêm địch phần trăm cao là trong 20 lượt là sẽ không giết được cái con bố rốt này nếu anh em dồn. Đây con bố gì của mình cũng mắc em ơi. Đây con mà là mật mình cũng còn cái quần nhá. Giờ mình ra quét cái tiếng Anh là mắc luôn cái con này đấy. Về tướng con cái mày theo cái ý kiến mình ấy, lúc đầu anh em dùng cái con đêm đơn nó sẽ ngon hơn anh em dùng mấy con DOE ấy. Tại vì mấy con tanker cái mày nó rất trâu luôn ấy. Anh em mở dùng mấy con DOE về sau ấy, anh em đánh mấy con tanker ấy full trận luôn cũng không tiếc nó lên ấy, chú ý nhá. Về đêm đơn ấy thì anh em chú ý cho mình hai con. Thứ nhất là con đô e này ấy. Thứ hai là con bu biển nhá. Anh em chú ý dồn cho mình hai này. Chắc về sau mình sẽ dồn hai này. Mà hiện tại mình vẫn chưa có bu biển, mình mới dồn cái con đô e thôi. Về sau khi mà xong cái con đô e là mình sẽ dồn sang con bu biển này. Bu biển này mình nhớ trong cái tiệm đấu trường hay tiệm gì ấy, nó cũng bán nhá. Nên là anh em sẽ lên con vô biển nhanh hơn mấy con khác.
À quên nhở, ngày hôm nay cốt 30 tháng 4 ấy, thì nó được cái con vaccine ấy. Đây mình sẽ đọc qua kỹ năng nhé. Mình nhớ cái câu này như là hồi độ cho tim phải ấy. Đầu tiên anh thường nhá, tấn công một kẻ địch gây sát thương SP này có lại công phép và tăng 15% tốc độ của bản thân trong 2 lượt. Ngon em ơi. Game này tăng tốc độ cực phẩm luôn nhá, nhất là mấy con có khống chế. Đây cái kỹ năng thứ hai này, cái này chủ yếu là anh em đi map là chính thôi. Tấn công một kẻ địch gây sát thương và khiến mục tiêu tích điện trong vòng 2 lượt. Đây cái kỹ năng tất sát nhá, tấn công kẻ thù một hàng này. Nó cũng khiến kẻ thù bị tích điện trong 2 lượt. Đối với những anh hùng có tích điện, 50% khả năng nó sẽ bị tiêu diệt trong vòng 1 đến 2 hiệp. Ngon em ơi. Mấy con kiếm đằng này khống chế 2 hiệp thì nó sẽ ngon hơn 1 hiệp rất là nhiều. Và cuối cùng là cái nội tại nhá. Sức mạnh dòng điện phục hồi 100, không có điểm cho tất cả đồng minh. Không có điểm gì nhở? Cái mình nghĩ là lộ em ơi. Anh hùng Gen EP hồi phục thêm 50% lộ, biết nháy là lộ mà. Khi nó hiện diện, các anh hùng có tích điện trở nên dễ bị tổn thương hơn 20% các đòn tấn công kiểu điện ấy. Tức là khi mà có con vaccine này thì mấy con hệ điện ấy nó sẽ gây thêm 20% sát thương ấy và hồi thêm 150 lộ nhá. Còn mấy con không phải hệ này ấy, thì nó chỉ có hồi 100 lộ khí thôi ấy. Còn cái hệ FP ấy, được mình xem nó là cái loại gì nhỉ? Còn muốn xem hệ thì anh em vào cho mình cái album nhá. Đây album ở dưới này. Rồi em vào thưởng. FP là đây phải nhỉ? Đây hệ vàng FP này. Nó là cái hình vàng này nhá. Được mình xem FP là những con tướng nào nào. Album này. Đây cái này nha em ơi. Đây nó là con bom này, vaccine này, bang này, G4 này, cộng với con samurai. Em chú ý cho mình về hệ nhá.